Chào bác, em tôi đã đang sơ chế cái sâm đen Hoàng Liên Sơn cho một anh khách VIP quen của em. Đó đây, đây em đã rửa sâm qua 7 đến 8 lần nước, lần nước cuối xong rồi em là sẽ qua cái nước sôi để nguội nước muối. Bác sẽ nhìn cái sâm đen Hoàng Liên Sơn này. Đây là sâm này là dòng một sâm cùng nhà họ sâm Ngọc Linh quá nhá. Vì là tên ở nó mọc ở hai đến địa điểm khác nhau thì cái cách gọi khác nhau. Đó nhìn cái đốt mắt này kinh không? Có nhìn tương đương một cái đốt là một mắt này, đây sâm rừng quá nhá, sâm rừng Hoàng Liên Sơn đây này, đây này, các bạn nhìn cái mắt này, lưu dần đài đây, các bạn nhìn này, đó, củ đáy sâm dưới sâm bao giờ có bìu à, bìu và cái rễ cái của nó đây, sâm rừng chuẩn nó bao giờ cũng như này các bạn nhá, đó, nhìn đốt này, đó, đây, thứ hai các bạn nhìn em, đây còn những củ này là, cái củ này trông nó ngắn đấy, em đo bằng một găng tay thì nó vẫn vặn xoắn tròn này. Đấy, nhưng mà các bác nhìn cái đốt mắt kinh rồi. Em đừng có đốt mắt của bác ra. Các bác nhìn này. 1, 2, 3. Cái này đốt mắt này là không dưới 40 đốt các bác nhá. Không dưới 40 đốt này. Thứ hai các bác nhìn sâm rừng già đinh này. Già rất là già này. Bấm chắc rất là chắc. Hai là mình kỵ này. Mình kỵ bình thường những củ sâm non ấy. Thì kỵ phát nó cọ lại là sẽ trắng bốt luôn. Còn đốt vào những củ sâm rừng thì các bác nhìn tì này. Mình kỳ, kỳ cao mạnh của này rất là già, già đinh này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, sạch rồi đấy, thì ra sạch bông em rửa 7 lần nước rồi, em rửa cọ đi cọ lại 7 lần rồi đây, những củ này các bác nhìn này, sạch nó sẽ hồng hồng rồi, đặc trưng của sâm đen Hoàng Liên Sơn màu hồng đấy, và ruột của nó đen và sẫm vàng các bác nhá. Đây, đây em sẽ thái củ một, à, tìm một củ nào thái một lát nhỏ, các bác nhìn nhé, em sẽ thái một bát củ lát này. Cái này, cái củ này nó vừa em vừa rửa là bị gãy một chút nên em tải luôn củ này. Đâu cái đầu của nó rồi, đây cái đầu của nó đây các nhá. Đây. Đó, cái đầu của nó đây. Đây. Đó. Đây là em thải ra ngoài vào đông doanh khách mà. Thì em thải một chút đi, thải một chút. Các bạn nhìn cái đặc, các bạn nhìn này à. Nó rất là rắn nhá các bạn nhá. Rất là rắn này. Cái loại này là loại hàng VIP các bạn nhá. Củ VIP này nó rơi vào tầm 70 đến 90 gram củ. Các bạn nhìn cái ruột của nó này. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa, ruột sâm đen Hoàng Liên Sơn này. Đấy, cái màu của Ngọc Linh nó sẽ màu vàng, rất vàng. Còn sâm đen Hoàng Liên Sơn nó sẽ trong vòng lòng vàng và vòng ngoài sẫm đen. Đó, hai cái loại này mẫu đường dược, cái hoạt chất giống hết nhau các bác nhá. Các bác đi kiểm định thoải mái luôn. Nhưng kiểm định thì nó sẽ lên RM2 Savolin. Còn nhiều cái hoạt chất khác thì chắc chắn là phải công nghệ của nước ngoài mới phân tích được hết các mấy chục loại cái hoạt chất của Savolin khác. Đâu Việt Nam mình chỉ chủ yếu là sai xét xét nghiệm hai thành phần Savolin và RM2 đó nhá. Đó. Đây, em bỏ cái củ thái riêng này ra để nó ngấm mất nước. Đó, nhìn cái chỗ này là anh một anh khách quen của em đặt là 5 lạng. Anh nhìn sẽ ngâm với hai lọ, mỗi lọ nửa lít mà đó các nhá. Đây củ có các nhìn củ đây. Cái củ này là các bác nhìn củ này là trên 25 nhá. Đó nhìn đốt tương đứng đấy. Trên 25 nhưng mà nó sẽ màu nó sẽ phớt hơn các bác nhìn này. Đấy, màu là hồng hồng đó chưa, màu nó vàng hơn một chút, những củ mà già lâu năm nó sẽ sậm hồng sậm sậm đen luôn. Đây những củ này nó già đinh này, đó màu nó sẽ lâu luôn này. Đây đây đây, đây, đây mắt này đốt này. Đó, đây là các bạn nhìn cái có cái hoa nhé, hoa là sâm này. Sâm nó thường tầm từ 5 đến 7 lá và lá nó dày, đặc điểm của sâm là sâm nó dày. Đây cái lông tơ của nó này, các bạn nhìn cái lông tơ đó nhá, lông tơ trên mặt và trên là dưới nhá, đều có nhá. Đó, cái hoa của nó là cái lúc hoa mùa này mùa thu, bất kể một loại sâm nào nó hay ra hoa vào mùa thu, kể cả tam thất cũng vậy, nó sẽ ra mùa thu và kết trái. Nhưng mà cây nó sẽ nó cụt dần để các dưỡng chất nó mùa đông nó sẽ nuôi vào củ. Đó, nên mà cái mùa thu và mùa đông thì sâm nó rất là nhiều cái dưỡng chất để nó tập trung và nuôi vào củ này. Đấy. Để nó nhìn này. Chỗ này nó chỉ rơi khoảng 6 củ thôi. Đây củ này. Củ này cũng già nhá. Trông thế này thôi, nó ngắn hết thôi. Củ này em vừa bẻ cái thân nó đi cho nó gọn. Cái thân của nó bị dập. Thế bạn nhìn cái rễ cái đó này. Xem là nhìn cái rễ cái này. Cái rễ phụ nó ra ngoài. Đó, đây. Trong này thôi, già đinh đó nhá, già luôn này, bấm rất là già. Sâm rừng nó là như thế nhé, còn đâu sông trầm đó nhá, sâm trầm thì nó kể cả củ to bùng già nhưng mà non bấm vát bảy vát đấy luôn.
thì các bác mua sâm các bác phải lưu ý cho em là nếu sâm rừng chuẩn thì phải kiểm nghiệm và cái độ kiểm tra rất là kỹ càng, đòi hỏi những người phải có kinh nghiệm và sành rất là sành. Không có bây giờ rất nhiều loại sâm giả các bác, rất nhiều loại sâm sâm ngọc linh giả. Đây các bác nhìn, em sẽ cạo thử cho các bác một lớp vỏ nhá. Đây này, lớp vỏ của nó này. Đây. Em sẽ bấm thử cái vỏ của nó. Các bác nhìn thấy chưa? Sậm luôn này. Đó. Các bác cứ lưu ý, các bác ăn thử cái sâm này nhá, cái vị của nó ban đầu ấy nó sẽ đắng đắng, kiểu đắng ngâm ngâm, đắng 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 thanh thôi, nhưng mà nó ngọt ngọt sâu, ngọt ngọt luôn ấy, ngọt hậu rất là sâu, ngọt ngọt đến thơm họng luôn. Nhưng nếu mà sâm tàu trồng ấy thì nó kích, người ta trồng công nghệ kích củ ấy, sâm tàu ấy, sâm lai gọi là nhái sâm ngọc linh ấy, thì nó ăn nó sẽ đắng gắt luôn. Nó cũng có độ ngọt nhưng độ ngọt của nó không sâu, hay là đắng rất là đắng gắt. Nhưng sâm rừng này của vị đắng nó ấy, đắng đắng thanh, cái đắng của nó chỉ ngâm ngâm thôi, nó không như kiểu cái sâm trồng. Các bác nhìn này, đen xì luôn. Em vừa kỵ em cọ cái bàn chải là xước một tí nó đen xì luôn đấy. Thì em bây giờ em sẽ về rửa sạch lại để em phơi rong khô, sau đó em sẽ thái ngâm rừng cho anh khách quê của em đấy. Bác nào cần những cái kinh nghiệm về sâm là tất cả các loại sâm như sâm đen hoặc Liên Sơn này, và sâm ngọc linh, đó là cùng một họ, thì các bác cứ alo cho em đơn giản. Còn các bạn hiện nay là rất nhiều cái thị trường, rất nhiều cái loại sâm mà sâm nhái sâm ngọc linh đó nhá. Thực ra nếu mà sâm này và sâm ngọc linh thì nó một, nhưng mà nếu mà người nào nói là sâm hoàng liên sơn hoặc là thì cứ nói là sâm hoàng liên sơn hoặc là sâm ngọc linh, và sâm ngọc linh đừng có lái sang là sâm ngọc linh, và để nó nâng cao giá trị. Thực ra là giá trị nó như nhau thôi, nhưng mà thường Việt Nam mình sẽ biết đến cái tên tuổi của sâm ngọc linh nhiều hơn. Còn sâm hoàng đen hoàng liên sơn này thực ra có rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó cũng là cạn kiệt rồi. Đó, đây là chia sẻ thật các bác như vậy. Các bác là cần cái sâm đen hoàng liên sơn này hoặc là tất cả các loại sâm rừng khác như sâm vũ diệp, sâm tiết trúc, các bác có thể alo nhà phân giả không nhá. Em xin chào các bác ạ.